Xin chào anh chị và các bạn, tôi Đinh Ngọc đây. Hôm nay tôi Đinh Ngọc sẽ làm cái video này với hai cái chủ đề. Chủ đề thứ nhất đó là cái thực tế, cái vị trí để làm Vinwonder, và thứ hai đó là cái bất động sản nào nó sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ cái Vinwonder về công viên 36 ha. Và một khán giả trên kênh YouTube của tôi Đinh Ngọc có đặt câu hỏi rằng tại cái vị trí này thì đâu đó nó rơi vào khoảng 5 ha, thì có nghĩa là ở trên cái truyền thông thì một số cái hình ảnh thì họ có thể họ để 5 hectare thôi, nhưng tuy nhiên thực tế thì Tôn Ngọc đi thì Tôn Ngọc ước tính bằng cái phép đo của mình thì nó lên đến khoảng tầm 12 hectare. Và ở cái video này thì Tôn Ngọc sẽ phân tích cho anh chị và các bạn những cái bất động sản trong dự án hay ngoài dự án thì cái dư địa tăng trưởng nó đang còn nhiều ở trong cái thời gian tới, trong cái tầm nhìn từ 2024 đến 2027. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung Tôn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích, hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tôn Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tôn Ngọc và đội ngũ team Cố Lên Góc Nhìn Đầu Tư Bất Động Sản. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển từ cái vị trí này. Bạn Caramel sẽ quay về hướng cái phân khu dinh thự. Còn phía sau những cái lùm cây này thì chính là khu đảo dưỡng sinh. Và tại đây thì một cái khoảng cách nó sẽ chạy xuống dưới mép của đường, gọi là đường Nguyễn Xín Long Phước hay là mép của sông Tắc. Thì ước tính của Tôn Đình Ngọc đo bằng Google Map thì nó rơi vào khoảng 700 m. Còn cái trục đường Tôn Đình Ngọc đang đi đây thì chính là trục đường Phước Thiện Nối Dài. Và chút nữa thì Tôn Đình Ngọc sẽ di chuyển qua cái cây cầu Long Đại. Và ở đây thì Tôn Đình Ngọc sẽ phân tích những cái bất động sản nào được hưởng lợi và cái bất động sản nào còn cái dư địa tăng trưởng tốt nhất tại cái khu gọi là Long Bình và Long Phước này, và khu dự án Vinhome Grand Bắc hay là như đảo Ngọc Long Phước. Thì mời anh chị và các bạn đi theo Tôn Đình Ngọc, và Tôn Đình Ngọc trong quá trình di chuyển sẽ phân tích các cái đặc điểm của những cái bất động sản ở trong thời gian tới, và cái điều đặc biệt đó là loại bất động sản nào nó sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ cái câu chuyện Vinwonder về công viên 36 ha này. Ok, thì chúng ta sẽ di chuyển phía tay trái của Tôn Đình Ngọc thì đó chính là khu dinh thự The Revert. Khu dinh thự The Revert này thì chủ đầu tư Masterlife Home đã triển khai, và đối với phân khu dinh thự thì nó là một cái phân khu có một cái vị trí gọi là kim cương góc hai mặt tiền sông. Và đối với lại những cái sản phẩm của The Revert thì nó là những cái sản phẩm gọi là limited, nên cái đơn giá cũng tính theo khá là limited. Hiện tại cái đơn giá ở trong cái phân khu The Revert này thì nó sẽ có cái vùng giá từ 300 đến 500 triệu một mét vuông, và cái giá này thì nó cũng chưa bao gồm VAT. Và đương nhiên thì ở mỗi một cái vị trí khác nhau thì nó sẽ có những cái mức giá khác nhau. Ví dụ như những căn dinh thự thuộc cái phân khu The Revert, tuy nhiên những căn mặt tiền trực diện sông Đồng Nai nó sẽ khác những cái căn mặt tiền trực diện sông Tắc. Những căn mặt tiền trực diện sông Tắc nó sẽ khác những căn mặt tiền và trực diện hồ. Và cuối cùng đó là những cái căn mà nó sẽ không có view liên quan đến nguồn nước đấy, thì đó là những cái căn mà nó sẽ rẻ nhất. Và ok, thì đây phía bên tay trái của Tôn Đình Ngọc chính là cái phần quỹ đất này. Quỹ đất này thì nó chính là cái khu sẽ thực hiện cái đưa cái công viên Vinwonder về dự án Vinhome miền Bắc. Và tại đây thì nếu mà chạy xuống dưới ấy, thì nó đang còn khoảng tầm 400 mét nữa là với tiếp xúc vô cái mặt tiền sông Tắc. Và tại cái vị trí tiếp xúc đấy thì đương nhiên cái đường Nguyễn Xín Long Phước, mà là cái đường gọi là lớn nhất tại dự án Vinhome miền Bắc, có kích thước lên đến 30 mét ấy, thì nó sẽ đi qua cái vị trí này và nó sẽ đi dưới cái gầm cầu Long Đại này để kết nối sang khu dinh thự The Revert. Quay trở lại cái câu chuyện bất động sản nào nó sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ cái vấn đề Vinwonder về công viên 36 ha,
thì đương nhiên thì cái bất động sản được hưởng lợi nhất đó là mình sẽ xác định một cái câu chuyện đối với lại những cái bất động sản trong và ngoài dự án thì nó đều được hưởng lợi từ cái câu chuyện này. Tuy nhiên những cái bất động sản trong dự án nó đã được định giá theo cái tầm nhìn theo thời gian rồi, và đối với những cái bất động sản ở trong dự án thì những cái bất động sản đó là những cái căn hộ hay là những cái phân khu thấp tầng, thì đối với lại những cái căn hộ thì nó sẽ được hưởng lợi ít nhất ở trong cái câu chuyện này. Còn đối với những cái bất động sản thuộc phân khu nhà phố thấp tầng như phân khu nhà phố The Manhattan dọc cái trục đường M1 thì những cái căn biệt thự song lập tại đây thì nó sẽ có những cái view nó nhìn ra cái công viên Vingolder này, hay là những cái như những trục đường, như trục đường M1, T18, T16, T14 và T12, đó là những cái trục đường nó sẽ được hưởng lợi. Và tiếp theo cái những cái trục đường bao quanh là trục đường V3 hay là trục đường D2A. Và đương nhiên thì cái mặt đối xứng bên kia thì nó cũng có những cái câu chuyện như trung tâm thương mại, hay là cái câu chuyện về cái tiếp cận của lưu lượng người tại dự án Vinhome Grand Park, đó là những cái lưu lượng cư dân cố định tại phân khu cao tầng. Tuy nhiên thì đối với lại những cái bất động sản trong dự án thì cái dư địa tăng trưởng nó cũng không còn nhiều được như những cái dư địa tăng trưởng của những cái bất động sản tại cái đảo Ngọc Long Phước này. Và điều đặc biệt đó là chính là cái mặt tiền đường Long Phước, như anh chị và các bạn cũng biết rằng cái cầu Long Đại này thì nó sẽ kết nối từ phường Long Bình sang đảo Ngọc Long Phước, và cái trục đường Long Phước này nó quy hoạch lên đến 60m. Tuy nhiên ở trong cái thời điểm này thì theo quan sát của tôi Ngọc thì cái đường Long Phước chưa mở rộng đến cái độ rộng là 60m. Tuy nhiên thì hiện tại đường Long Phước đang trong cái quá trình mở rộng đường và đang trong cái quá trình làm được như anh chị và các bạn thấy. Và đối với những cái bất động sản ở đây thì nó có những cái vùng giá từ 20 đến 25 triệu một mét. Và cái câu chuyện này đó là những cái bất động sản trên 1.000 mét vuông có một phần thổ cư. Và đối với những cái bất động sản mà chủ ngộp cần bán thì như ở cái vị trí chúng ta đang đi đây thì cũng có những cái lô đất 2.000 mét vuông mà có 200 mét thổ cư và chủ cần bán gấp, nên cái vùng giá chủ đưa ra khá là hợp lý, giảm khoảng 30% so với lại mặt bằng chung của thị trường thì rơi vào khoảng 17 triệu một mét vuông. Và phía trên mặt tiền đường Long Phước này thì cũng có những cái bất động sản nó cũng có những cái vấn đề. Ví dụ như một chút nữa thì tôi Ngọc sẽ đi qua một cái bất động sản thì nó cũng có những cái quy hoạch về cái đường dự phóng sẽ qua cái lô bất động sản này. Và đối với cái bất động sản đó thì trung bình đơn giá thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng 12 triệu một mét vuông. Và trong cái quá trình đi đầu tư thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải là những cái người mình phải có được những cái kiến thức để mình đánh giá được đúng chính xác về bất động sản. Cũng đặc biệt đó là cũng là trên đường Long Phước này thôi, nhưng có những cái chỗ thì nó quy hoạch là dân cư hiện hữu, có những chỗ thì nó quy hoạch là dân cư mới, có những chỗ thì nó quy hoạch là đất du lịch sinh thái kinh tế vườn, có những nơi thì nó quy hoạch là cái đất bến bãi. Và chúng ta là những cái nhà đầu tư thì khi mà đi đầu tư bất động sản thì đương nhiên chúng ta phải có những cái quá trình chúng ta nghiên cứu tìm hiểu để mình ra được những cái quyết định chính xác nhất. Và tại đây thì có một cái lô đất lên đến 1.000 mét vuông, 1.300 mét vuông mà chủ đang chào bán có giá là 18 tỷ. Thì đó là cái bất động sản mà Tôn Ngọc nói là nó sẽ dính một cái phần đường dự phóng. Còn đối với lại cái đảo Long Phước này thì chúng ta biết rằng từ cái giai đoạn 2012 đến bây giờ thì cái bất động sản ở trên đảo Long Phước thì những cái bất động sản ở bên trong là sao, những cái bất động sản mà năm 2013, 2014 những cái chủ của những cái bất động sản mua chỉ 800.000 đến 1.2 triệu một mét vuông, như cái cánh đồng Tam An, khu đô thị công nghệ cao Tam An ở đối diện bên Long Phước bên kia sông thì cũng bằng cái vùng giá bây giờ.
thì là 800 đến 1,2 triệu một mét. Thì bây giờ những cái 800 đến 1,2 triệu một mét thì nó tăng lên từ khoảng 10 lần, thì nữa từ 8 triệu đến 12 triệu. Còn đối với những cái bất động sản của mặt tiền đường Long Phước như thế này thì tại cái thời kỳ đó thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng từ 4 đến 5 triệu một mét, thì đến bây giờ thì nó cũng tăng lên khoảng 3 đến 5 lần, thì nó rơi vào cái câu chuyện từ cái vùng từ 15 đến 25 triệu một mét vuông. Và cái video thì Tô Đình Ngọc xin phép được kết thúc tại đây. Và trong cái video này thì Tô Đình Ngọc đã cập nhật những cái hình ảnh thực tế cũng như giải thích được tại sao đó là cái diện tích của cái khu để làm Vingolder có cái diện tích là 12 hecta. Và trong cái video này thì Tony Ngọc cũng chia sẻ cái góc nhìn của Tony Ngọc rằng đối với lại những cái bất động sản nó được hưởng lợi từ cái câu chuyện Vingolder, thì Tony Ngọc đánh giá rằng Vingolder kết hợp với lại cầu Long Đại thì những cái bất động sản thuộc cái mặt tiền đường Long Phước này đó là những cái bất động sản được hưởng lợi nhiều nhất. Tại vì chúng ta hiểu rằng đối với lại phân khu thấp tầng nhà phố của Vin, hiện tại cái vùng giá đang từ 150 đến 200 triệu một mét vuông, mà đối với lại bất động sản của mặt tiền đường Long Phước này nó chỉ rơi vào 15 đến 20 triệu một mét vuông, hay là cái phân khu dinh thự thì không thể nói được rồi, nó từ 300 triệu đến 500 triệu một mét vuông, mà so sánh với chỉ qua một cái cây cầu thôi thì cái bất động sản tại cái mặt tiền đường Long Phước này với một cái vị trí vô cùng tiềm năng thì nó cũng mới chỉ 15 đến 20 triệu mét vuông mà nó đã có thổ cư, thì đó là những cái câu chuyện chúng ta xem xét để đầu tư cho trung hạn và dài hạn. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung Tony Ngọc chia sẻ là hay, hoặc cái thông tin này nó có thể giúp đỡ được cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị nào ở trên đảo Long Phước có cái nhu cầu cần mua bán hoặc là kinh doanh về bất động sản, cần được những cái thông tin hỗ trợ từ Tony Ngọc và đội ngũ, thì hãy gọi điện cho Tony Ngọc. Tony Ngọc sẽ hỗ trợ anh chị để anh chị và các bạn có được những cái thông tin để giúp cho quá trình ra quyết định của anh chị trở nên chính xác hơn. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tony Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Tony Ngọc và đội ngũ team Colen. Tony Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.